hay là chào anh em. Hôm nay Trọng Tín Shop thì thêm cái dịch vụ cứu hộ cho anh em ha. Thì nói thêm dịch vụ cho vui chứ cái này là mình đang cứu hộ free nha. Mấy anh em trong Sài Gòn mà mình cũng giúp thôi chứ không có lấy tiền nha ha. Trong Sài Gòn mà nếu mà trong cái giờ mình rảnh á, anh em mà cần mà cứu xe gì á thì mình liên hệ mình, nếu mà mình rảnh thì mình sẽ đi cứu miễn phí anh em thôi chứ mình cũng không có lấy tiền, tại vì cái đơn vị không phải là công việc chính của mình em ha. Đây là con xe của một cô em thì bây giờ sẽ đưa về và dọn lại từ đầu tới cuối, nhìn rất là xót đó nha. Tai nạn gì đâu mà mâm sau này bấy hết luôn rồi đó. Trước sau gì cũng vậy nha, thấy không? Rồi, phía trước cái đầu đèn này, cái đầu đèn mà thì nó không còn cái gì luôn rồi. Thì giờ mình sẽ đưa con này về và làm lại cho anh chủ xe luôn, quá khủng khiếp đi. Đó, nhìn thấy không, nhìn phải nói là nó kinh dị luôn á. Anh em yên tâm á, xe thì không bao giờ anh em thấy được biển số đâu, vì cái này là anh em sau này còn đi lại ngoài đường mà. Giờ mình sẽ đưa con này về tiệm, mới lấy tối hôm qua về trễ quá buồn ngủ nên là để xe lại. Khi nào về tới tiệm mình sẽ quay lại cho anh em coi ha, chi tiết từ đầu đến cuối con xe này, rất là khủng khiếp anh em ha. Đây là bà chủ còn đây là tiệm mình anh em ha. Đồ mới về nên nó hầm ba lần hết. Nói chung thì mình giờ là mình phân phối cổ bô rất là nhiều cho anh em khắp cả nước anh em ha. Anh em mà có nhu cầu ủng hộ thì cứ liên hệ. Đây là con 68 năm vùng của mình. Cổ bô thì bạt ngàn anh em ha. Đồ độ thì cũng thiếu gì hết. Anh em có nhu cầu lên Rambo, nói chung là tất tần tật. Giá cả thì vẫn theo giá cả thị trường và có thể là tốt hơn thị trường anh em ha. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi mình xử lý con xe này. Mới lấy cái tủ đồ nghề Sonic. Tủ này hơi bị ngon lành cành đào nha ha. Bây giờ chân bô không có và chân trên trời rồi nha ha. Rồi. Chờ nhé, mình lên đường cái đã, qua tiệm cái đã. Cái ti phuộc mới còn gãy luôn mà. Bảo mâm lên. Ti phuộc gãy luôn mới ghê chứ. Để cái xe này không còn gì luôn á. Rồi, coi như là cứu hộ tới nơi rồi. Bây giờ có điện thoại nha má, có nhu cầu thì cần thiết thì cứ gọi mình ha, giúp được thì mình sẽ giúp ha. Rồi. Dạ mà bây giờ về kế với tí phuộc, gọi anh ta mang cái tí phuộc ra nâng lên rồi để vô nhà thôi. Hẹn vô nhà mình nha má, có cái bảng hẻm cụt này. Đó, anh em có tới cái bảng hẻm cụt này là đi vô là tới rồi đó. Rồi bây giờ mình phải cất xe cái đã.